Những loại đậu hạt đẹp mắt như thế này chắc chắn đem lại nhiều món ăn ngon lắm đây. Mặc dù hàm lượng nhân purin trong các loại đậu hạt cũng ở mức trung bình, tương tự như các loại thịt heo, bò, gà, nhưng các nghiên cứu cho thấy những người ăn chay mặc dù có sử dụng thực phẩm giàu đạm thực vật có hàm lượng nhân purin ở mức cao như các loại đậu hạt lại ít có khuynh hướng dẫn đến bệnh gút. Do vậy, cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu chất đạm cho cơ thể khi bạn bị giới hạn đạm động vật là nên kết hợp các loại đậu trong bữa ăn hàng ngày. Hãy cùng khai vị bằng tiệc đậu hạt với món salad nhé! Đầu tiên, cắt nhỏ dưa leo, cắt đôi cà chua bi và ô liu đen, cắt khối nhỏ trái bơ. Đừng quên nguyên liệu chính là đậu gà nhé! Bây giờ cùng bắt tay vào làm sốt nào! Cho sữa chua Hy Lạp vào Âu, thêm ít dầu ô liu, mật ong, vỏ chanh bào nhuyễn rồi khuấy đều cho hòa quyện. Còn chờ gì mà không cho đậu gà và các nguyên liệu vào, nhớ thêm ít muối cho đậm vị nhé. Hương vị món salad sẽ hoàn tất với ít dầu ô liu, lá húng lủi và đặc biệt là sốt sữa chua. Món salad đậu gà sẽ thêm ngon miệng và bổ dưỡng với ít hạt nhân cắt lát trên mặt. Sao bạn không thử thực hành ngay món ăn thanh mát mà cực kỳ dễ làm này cho mình? Chắc chắn thiên đường ẩm thực sẽ không làm bạn thất vọng.